tọa lạc tại vùng đất Quảng Xương với địa thế vô giá, khởi tạo sinh khí tốt lành. Sun Beauty Onsen tiếp giáp quốc lộ 45 là tâm điểm trục kết nối giữa hai trung tâm du lịch biển là thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chỉ 10 km, dự án nằm trong mạng lưới liên kết vùng đất giá của tương lai bởi sự di chuyển nhanh chóng tới sân bay quốc tế Thọ Xuân. Sở hữu vị trí nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam dài 92 km và là điểm tiệm cận đầu tiên của tuyến cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa, cùng với tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoàng Hóa dài 24 km. Rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về dự án từ 3 giờ đồng hồ xuống còn 90 phút trong tương lai. Dự án hứa hẹn một tương lai phồn hoa và hưng thịnh trong ngành du lịch biển, kết nối với các cực tăng trưởng cùng Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng trở thành tứ giác kinh tế khu vực phía Bắc.